Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay sau bài sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile nhập vai rảnh tay có tên gọi là Red Dragon Legend. Thì con game này có tiếng Việt nha mọi người nhá. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con Red Dragon Legend này. Một con game về đề tài khủng long à. Đây các bạn sẽ lựa chọn một trong ba con khủng long này. Mình sẽ chọn chú khủng long bạo chúa này nhá. Rồi, game có tiếng Việt thì dễ chơi thôi. Nhưng mà cách chơi con game này nó siêu đơn giản đấy mọi người. Đại loại đấy, các bạn bấm vào cho ăn thôi. Và các bạn sẽ được trang bị, các bạn lắp vào. Đây là một dạng game kiểu dạng game vô chi đấy mọi người. Và thật ra thì dạng game này thì đang rất là hot trong thời gian gần đây. Khoảng một năm đổ lại đây. Lối chơi nó rất là đơn giản đấy, nhưng mà nhiều người cho nó vô chi bởi vì nó cũng chả có hình ảnh, nó rất là đơn giản luôn ấy, và cũng chả phải chiến đấu gì quá đặc biệt cả, mà chủ yếu là đây các bạn sẽ đi lấy trang bị này, sau này có auto nhá. Đấy, có auto thì mình sẽ rảnh tay hơn, nhưng mà ban đầu mình sẽ phải bấm vào đó. Các bạn ra trang bị, và trang bị thì nó cũng có cái phẩm chất khác nhau và chỉ số khác nhau. Cái trang bị nào xịn hơn các bạn lắp vào, hoặc là chưa có thì anh em sẽ lắp vào đấy, kết hợp với việc làm nhiệm vụ thôi. Đúng kiểu đây có mũi tên màu xanh là chỉ số hơn nhá, thay thế đó, rất là đơn giản đúng không? Đồ nào không dùng đến thì nó sẽ phân giải nó đi, chỉ đơn giản là vậy thôi. Thực sự là game đúng kiểu game vô chi ấy. Ở đây hiện tại mình đang level 1, tức là đồ game này thì nó sẽ có cái chỉ số phẩm chất như này, và các bạn tăng cấp, tức là các bạn phải quay lên rồi nâng cấp lên ấy, thì các bạn sẽ gia tăng được cái chỉ số ra đồ xịn hơn, đơn giản là như vậy. Cái dạng game này quá nhiều game tại thị trường Việt Nam rồi, chẳng qua là chủ đề khác nhau thôi. Và với con Red Dragon Legend này thì nó sẽ là một con game mang chủ đề kiểu dạng khủng long cổ đại đấy, kiểu thế. Ôi, đồ này lởm thì mình sẽ không dùng nhá. Đó, đây mình sẽ nâng cấp này. Đấy, đủ nguyên liệu mình sẽ nâng cấp lên, và sẽ còn mất thời gian tăng tốc. Thì các bạn thể sử dụng phần tăng tốc này, vật phẩm này thì các bạn thể kiếm ở trong phần mua, ở trong phần cửa hàng, dùng kim cương, hoặc là chắc là đánh phó bản các thứ. Đây có phần đây, các phó bản này, đấu trường, sự kiện, boss thế giới, đảo huấn luyện rồng, di tích cổ, đỉnh cao vinh quang. Đây phần phiêu lưu nhá, 4 nhiệm vụ nữa thì nó mới mở. Rồi, đấy bấm vào đây thôi. Thật ra để mà bảo giới thiệu ấy thì mình sẽ không có quá nhiều để giới thiệu về cái con Red Dragon Legend này đâu, vì cách chơi nó chỉ như vậy thôi. Siêu dễ chơi luôn, ai cũng để chơi được ấy. Trẻ con còn chơi được ấy. Đây chúng ta sẽ có phần đại trang bị này rồi. Tiếp tục đi làm nhiệm vụ tiếp nha. Đó, kết hợp với việc làm nhiệm vụ thôi. Dễ nhở, game vô tri dã man luôn. Mình thì nói thật với các bạn là mình không thích khoái thể loại game này lắm, bởi vì nó vô chi quá. Nhưng mà đấy, nhiều bạn kiểu thích game nhập vai cây cuốc lại thích cái kiểu như này. Đấy, anh em thích cái kiểu như này cơ. Rồi, chúng ta có tính năng phiêu lưu. Cái này là đại loại đi khiêu chiến á. Đây, cái này game nào, nói chung các game biển nó tương tự nhau anh em ạ. Đấy, đánh theo lượt nhá. Và tùy thuộc vào lực chiến của nhân vật thôi. Hoàn thành 20 nhiệm vụ thì sẽ có phần tăng tốc, đánh nhanh hơn. Đó, đánh theo kiểu, đánh theo lượt thôi. Và tùy thuộc vào lực chiến để các bạn thể vượt qua. Trang bị này. Rồi lại tiếp tục. Ở đây chưa có auto nên mình sẽ phải gọi là để đánh bằng tay thôi mọi người ạ. Ồ, cái phần phiêu lưu này nó không cho cái tăng tốc, nhưng mà nó cho kim cương. Kim cương thì các bạn có thể dùng để mua cái bình tăng tốc cũng được. Đấy, cắn đánh khá đau này. Hình ảnh game này thì hình ảnh 2D thôi, theo kiểu hoạt hình thôi, nhìn cũng mình thấy cũng là ok. Rồi mình sẽ nâng cấp nhá, tăng tốc này. Mua này. Đấy, dùng bình tăng tốc này. Đó, tăng tốc nâng cấp cho nhanh. Rồi, đã level 2 rồi thì tỷ lệ đây, các bạn thấy tăng dần lên tỷ lệ nhá, có 0.2% ra huyền thoại luôn. Là đồ màu cam. Đấy, các bạn phải nâng cấp các thứ lên. Đó, đồ xịn luôn, ra luôn đồ xịn này. Sau này có phần tiền hóa này này. Đấy, hoàn thành nhiệm vụ tiền hóa thì mình có thể mở khóa cái phần auto lên đây. Đấy, đến giai đoạn cuối của Y Plus gì đó. Nói chung là đi làm nhiệm vụ anh em. Phân giải trang bị này. Rồi, tiếp tục đi làm nhiệm vụ nha. Đấy, rồi nâng cấp này. Đấy, game thật ra thì game vô tri dã man ấy thề mọi người. À, sau này có mình thấy có cái gì tổ ấm đấy. Vẻ đẹp tổ ấm tùy chỉnh trang bị đền, nói chung là nó cũng, thật ra thì nó cũng có nhiều cái tính năng đấy. Trong vậy thôi, game thì cũng khá nhiều tính năng để mọi người nghịch. Đây điểm danh nhận quà này, mấy con thịt này để quay thôi. Game vô chi nhỉ. Đây đặt level 4 này. Ô, được đồ tím này. Đấy, sắp level 4 rồi. Đấy, cứ bấm mẹ lên level thôi.
Cái này nếu bạn nào mà chơi bằng giả lập ấy thì các bạn thể, nếu mà chưa có auto ban đầu thì các bạn dùng auto click cho mình nhá. Thật ra điện thoại cũng có auto click, nhưng mà điện thoại là trên Android thì cũng có auto click. Thế anh em này dùng auto click để đỡ mỏi tay. Chứ thật sự là ban đầu các bạn phải bấm tay nhiều đấy, thì nhiều người cũng sẽ hơi mỏi tay một tí đấy. Mặc dù nó rảnh tay đấy, nhưng mà phải về sau cơ nó mới rảnh. Còn bây giờ là mình cứ phải gọi là chiến đấu bằng tay thôi. Rồi, tăng tốc lên này, cần thiếu một bình nữa. Rồi, tiếp tục khiêu chiến. À, khiêu chiến thì mình sẽ nhận được cái bình tăng tốc này. À, con này ở trong cái phim phim hoạt hình gì nhỉ? Tự nhiên tôi quên mất tên rồi, Kỳ Băng Hà. Nhờ. Ui, nó đánh đau đấy. Đấy các bạn thấy không, anh em phải nâng cấp cho chú khủng long của bạn thì mới thắng được. Rồi, thắng rồi. Đấy, tăng tốc lên này. Rồi, lại tăng tốc tiếp đó. Sắp lên đồ đỏ rồi này. Nhưng mà phải nâng cấp tiếp. Rồi, nâng tiền hóa lên nhá. Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ để có thể tiền hóa này. Bây giờ là cần đặt cấp độ 5. Đấy, bấm tiếp thôi. Có auto click thì nó sẽ rảnh hơn. Nhưng mà auto... À, nhưng mà không được. Auto click còn phải mặc đồ nữa cơ. Cũng hơi khó nhỉ. Chắc là không auto click ở đâu. Hơi khó bởi vì là... Nó sẽ còn lúc mà nhận trang bị ấy, không bấm ra được. Đấy, lưu ý nhá. Nói chung là các bạn sẽ chịu khó mỏi tay một chút ban đầu. Phải chịu tay, chịu khó mỏi một chút ban đầu. Đây, hoàn thành nhiệm vụ tiền hóa này. Đó. Mình mới giai đoạn đầu thôi, phải ra đến đoạn cuối thì mình có tu cơ. Nói chung là cũng mất thời gian phết đấy. Trông vậy thôi, mất thời gian. Đấy, game nó chỉ như vậy thôi. Game thật sự là vô tri dã man luôn anh em ạ. Game vô tri dã man luôn ấy. Ui, đánh đau thế. Đấy, sau này phải nâng cấp lên mới chơi được con mấy con này. Đau dã man. Rồi, không đánh được đâu. Đấy, chưa đủ cái vàng này nâng cấp này. Tận 4.000, cần 4.000 cơ. Nói chung là càng nâng cấp lên cao thì sẽ càng yêu cầu càng khó và càng mất thời gian nhé mọi người nhé. Muốn nhanh hơn thì các bạn nạp tiền vào. Nhưng mà dạng game này nó thật là vô tri nhỉ. Thề các bạn vô tri dã man luôn. Nói chung là phải có người chơi thì mới dạng game này mới tồn tại ra. Mình thấy là cũng có người chơi nhá. Game, những game này có người chơi mà thậm chí là không phải là ít đâu. Nhiều phết ra phết đấy mọi người ạ. Đó, nhiều anh em lại thích cái kiểu game như này. Đây, tiến hóa này. Ồ, biến hình luôn, nhìn ngầu hơn dã man luôn này. Đây, bây giờ mình sẽ hoàn thành nốt nhiệm vụ là mình lên giai đoạn cuối đấy, có thể gọi là có auto rồi thì rảnh tay hơn. Game là dễ đúng không? Đấy, đi làm nhiệm vụ thôi. Đây, hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ mở khóa tính năng. Đây là quà nạp đầu nha, các bạn hãy xem quảng cáo. Đây, xem trước kỹ năng này. Có hỗ trợ à? Chúng ta nạp đầu vào thì sẽ nhận được một con sư tử hỗ trợ luôn. Đấy, nói chung là bạn nào thích chơi thì các bạn hãy tải và chơi thử cái con game có tên gọi là Red Legend này nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video lần này của Sói Bạc. Thú vị, đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Apcobi rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. FK Mobile, con mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy con chơi chi?